Chào em, hôm nay anh sẽ điểm mạch qua một số cái dòng đồ chơi mới mà anh mới đem về. Điểm nhanh thôi. Đầu tiên là có về robot robot trái cây phần 4 ha. Robot trái cây phần 4 này hiện tại thì trên YouTube đã có một số đã có thuyết minh rồi, các em cố gắng kiếm cho nó sẽ có ha. Thì đợt này thì anh sẽ về cái phiên bản mà có khẩu súng ha. Robot mà có khẩu súng ha, thì đúng theo như sau này anh sẽ về đúng 3 mẫu ha, màu cam, màu vàng và màu xanh. Đó là về robot trái cây ha. Tiếp theo đó là sẽ là anh cũng về một cái dòng đồ chơi bắn thẻ bài ha. Bắn thẻ bài giống cái dạng của 95 xạ thủ nghe, mà của hãng Tam Bảo. Tam Bảo này có vẻ như sẽ họ đã bắt chước cái kiểu 95 xạ thủ. Cái dòng đồ chơi này cũng có một bộ phim ha. Thì đây là con logo hãng Tam Bảo ha. Thì anh sẽ về hai cái dòng chính ha. Đây là dòng cơ bản và cái dòng là dòng nâng cấp. Nâng cấp thì có cái súng đi theo kèm ha. Đây là dòng cơ bản thì có súng, chúng ta chỉ bắn tay thôi. Thì nó bắn cái thẻ bài và hình chữ nhật vuông này, chứ không không giống như chơi 95 xạ thủ là bắn cái 95 vòng tròn ha. Thì giá của hai sản phẩm này anh về được khoảng một số mẫu của hai cái dòng này. Thì sắp tới anh sẽ làm review về những cái dòng sản phẩm này cho các em, review mở hộp cho các em xem. Tiếp theo là cái dòng thợ săn trứng rồng. Đợt này thì anh có về nhập về được một cái dạng bộ đôi ha. Bộ đôi thì anh về được khoảng 5-6 mẫu gì đấy ha. Vẫn là hàng chính hãng của Linh Đông nhé, nhưng mà bộ đôi ha. Thì cái bộ đôi này không có bán ở Việt Nam ha, chắc chắn là không có bán ở Việt Nam. Thì nếu những em nào muốn mình muốn mua mà sưu tầm á, thì có thể mua bộ đôi này, giá nó sẽ rẻ hơn cái bộ đơn kia. Cái điều chúng ta không được linh hoạt, chúng ta lựa chọn cái mẫu á. Ví dụ như cái mẫu này là 5453 thì nó bao gồm của Thiết Sư Vương và Hải Long Vương. Còn cái bộ này là bộ 5456 thì nó bao gồm con Bảo Giáp Long và cái tại Bạch Sa này, Bạch Ngư rồi đấy. Là cái con lẻ là con 5411, 5412 đó. Thì tất cả hàng này là Linh Đông. Nếu mà chúng ta mua vào đô này, chúng ta có thể tiết kiệm được khoảng 10% ha. Giá nó chỉ khoảng từ 205 cho tới 215 ngàn cho một hộp như thế này thôi các em ạ. Đặc biệt thợ săn tiếng đồng kỳ này thì anh đã tìm được lại cái con Hỏa 95. Hỏa 95 hiện tại là hết hàng rất là nhiều hệ thống rồi, hết hàng rồi. Nhưng mà đợt này anh đã nhập về được một số con nữa. Hỏa 95 5401 ha. 5401 là Hỏa 95. Số con. Thì cái giá nhập nó hơi 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 đắt hơn cái bộ kia một chút thôi. Tại vì giá anh nhập về là nó đắt hơn nên anh phải bán đắt hơn thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã có Hỏa 95, nếu những bạn nào mà trước chưa kịp mua, chưa kịp sưu tầm thì bây giờ đã có thể chúng ta sưu tầm được cái con Hỏa 95 này. Thì cái phần điểm tin nhanh của anh về những cái sản phẩm mà anh mới nhập về và những có thể sẽ làm bài mở hộp và review trong những cái video tiếp theo. Đến đây là hết. Thì xin thân ái chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong những cái video review sắp tới.